Sinh thành là ông bà của quý trong giờ phút này. Sự hiện diện của ông bà không có ở đây, bởi Chúa đã đón nhận ông bà về với Chúa. Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của toàn thể gia đình của chú Thiêm Năng cũng như cho quý ở đây và cháu Mơ, bày tỏ lòng biết ơn ông bà. Và để
that's the way it ought to be. Không biết được trả lời luôn. Đời sống sẽ thêm buồn nhiều, vắng đi những dịu dàng và những cành lá sẽ không còn xanh. Nếu không có em thì những ước mơ nhạt nhòa, vắng đi những đậm đà buồn hơn ngày tháng lúc anh một mình. Nếu không có em như chiếc bóng trong chiều lên, tiếc bao ân em tha thiết nhớ em từng đêm. Nếu không có em, bóng tối bao vây đời anh, bão tố thay đi trời xanh và sống nặng nề, thì em đến cho anh bình yên. Những khi khó khăn và nước mắt hay nụ cười, có em vẫn thầm lặng dù anh bước tới trong cuộc đời. Nếu không có em, ai sẽ cho anh tình yêu? Nếu không có em, anh biết sẽ đi.
trời xanh và con tim lạc lối. Nếu không có em, hạnh phúc mất trong tầm tay, đời sống sẽ không ngày mai. Và em ơi, nếu không có em, nếu không có em, bóng tối bao vây đời anh, bao tố thay đi trời xanh. Yo. Okay. Hai mấy đứa đi vô kìa, để lên, đi lên nhà con. Đi lên nhà đi. Bây giờ đi mất kiếm rồi không vậy? Ba hiện đó anh. Anh ăn mắm mắm. Con ngồi trước đây. Con coi những quý vị bên nào nhà trai á, còn cái cô bác nào chú. Con ngồi trước đây. Mình nói cho Nam biết tùng vô đi. Tùng lên. Con cái đó. Dạ, kính thưa quý vị bà con nội ngoại hai họ. Dạ, hôm nay gia đình chúng tôi rất là hân hoan được chào mừng và đón tiếp quý vị họ bà con nội ngoại giao gần họ nhà trai đã đến đây để cùng chúng tôi nguyện lòng nghi thức lễ đính hôn cho hai cháu chú rể Nguyễn Đông Quý và cô dâu Nguyễn Lam Phượng. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị bà con nội ngoại và thân hữu xa gần họ nhà gái đã quan tâm đến đây để cùng chúng tôi làm nghi lễ đến hôn cho hai cháu. Thay mặt cho gia đình một lần nữa chúng tôi xin trân trọng và chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị hai bên họ nhà trai cũng như họ nhà gái. Đây là chúng tôi sẽ được mời đại diện của họ nhà trai để phát biểu và tình nghi lễ. Dạ vâng, thưa chú khi mà đại diện nhà trai có đôi lời thì chúng tôi cũng xin được nói thưa đôi lời cùng với lại nhà họ nhà gái cũng như là tất cả gia đình của chúng tôi ở đây. Ngày hôm nay là trong một cái ngày cuối tuần rất là đẹp của tháng 8 thì chúng ta có mặt ở đây thì chúng ta dự lễ đính hôn của những người con rất là thương yêu của chúng ta là Đồng Quý với lại Lan Phương. Và bây giờ phút này gia đình chúng tôi là họ nhà trai xin có đôi lời với lại tất cả hai họ. Dạ xin mời anh Thành. Kính thưa cha bác của gia đình cháu Nguyễn Lan Phương, kính thưa song thân của Nguyễn Lan Phương và tất cả thân bằng quyến thuộc anh chị em trong đại gia đình bên nhà gái. Chúng tôi là bác là của cháu Quý xin thứ nhất đại diện cho nhà trai xin có lời chào mừng tất cả quý vị. Hôm nay 11:03 ngày 20 tháng 8
năm 2011 dương lịch, nhằm 21 tháng 7 năm Tân Mão. Trong giờ phút vô cùng trọng đại này, chúng tôi được hân hạnh đến đây với tất cả những tấm lòng vì tình yêu của hai cháu mà chúng ta đã hội họp với nhau trong giờ phút này. Trước hết, chúng ta phải trân trọng chúc mừng tình yêu của hai cháu ạ. À. Nếu không có tình yêu của hai cháu Lam Phương và Đông Quý thì chắc chúng ta không có được giây phút vô cùng hạnh phúc như thế này. Vậy thì trong cái niềm hân hoan đó và trong niềm tin vào Đấng Thượng Đế là niềm tin của chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi sự xảy ra trong đời sống, đặc biệt là tình yêu của hai cháu và cái sự liên kết giữa hai gia đình này là một ơn trên rất trọng đại cho tất cả chúng ta. Và cũng chính vì chúng tôi ý thức rằng đó là một ơn huệ mà bề trên ban cho, và đặc biệt nữa chúng ta cũng nhớ đến cái sự phù hộ của ông bà tổ tiên, cha mẹ nội ngoại ai bên. Cũng chính trong giờ phút này, xin cho chúng tôi là những người đại diện bên nhà trai được tưởng nhớ đến các ông bà nội ngoại và tổ tiên của quý vị bên này đã sinh thành ra ông bà và bố mẹ Lam Phương, và đến bây giờ để cho Lam Phương một người con để sắp trở thành một thành viên ở trong gia đình của chúng tôi. Chính vì với cái tâm tình đó, chúng tôi hôm nay đến đây, tất cả những cái lễ vật ở đây chỉ là tượng trưng mà thôi, nhưng cái lễ vật to lớn nhất, lễ vật quý báu nhất, đó là cái tình yêu mà Thượng Đế đã ban cho cháu Quý và cháu Lam Phương. Và qua cái dấu hiệu này, chúng ta ước mong rằng cái tình yêu của các cháu sẽ thắm đỏ như những cái tấm vải để trên những cái lễ vật này. Và cái đó chúng tôi nghĩ rằng đó cũng là ước nguyện của gia đình quý vị cũng như là gia đình bên đàn trai của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chào mừng quý vị và thành thực cảm ơn tất cả quý vị, đặc biệt là bố mẹ của Lam Phương đã dành cho chúng tôi sự tiếp đón rất thân tình và rất đậm đà. Và chúng tôi nghĩ rằng không bao giờ quên được cái ngày lịch sử 20 tháng 8, 2011 này. Yeah. Đại diện nhà trai chúng tôi xin được mở những cái bông quả này. Và xin nhà gái nhận lấy. Dạ, xin mời anh. Những tấm khăn đỏ này được mở ra tượng trưng cho cái tấm lòng của hai bên hai họ, coi như mở ra và tất cả chúng ta sẽ tạo một sự thông cảm và tiếp với nhau. Tôi xin mời cô MC tiếp tục nói về ý nghĩa của những cái cái này thì cũng là cái những cái truyền thống của Việt Nam chúng ta, thì tất cả chúng ta chắc là cũng biết rồi. Và bây giờ chúng tôi xin đại diện nhà gái chắc chắn sẽ có đôi lời phải không ạ? Thì xin mời đại diện nhà gái. Dạ, kính thưa quý vị bà con nội ngoại xa gần hai bên, và dạ, thưa vị đại diện họ nhà trai, thưa quý vị, qua lời phát biểu và trình nghi lễ của vị đại diện họ nhà trai rất là chí tình, rất là sâu sắc, mặn mà và cũng rất là đầy đủ ý nghĩa. Cái sự phát biểu của vị đại diện nhà trai đã làm cho chúng ta thấy rõ được cái ý nghĩa và cái vai trò rất là quan trọng của chúng ta và cái nghi lễ thịnh soạn mà họ nhà trai đã trình bày trước quý vị bà con nội ngoại hai bên. Thưa quý vị, lẽ ra cái phần này là anh chị Treo là người bạn thân của chúng tôi đứng ra nhận nghi lễ và nhận sự qua sự trình bày của đại diện hội nhà trai. Nhưng mà trong mấy ngày nay anh ta vui quá rồi, nói không nổi nữa, cho nên tôi xin được thay mặt và xin được chấp nhận tất cả nghi lễ và lời phát biểu của quý vị hội nhà trai. Thì xin cảm ơn quý vị.
sau đây là chúng tôi sẽ trình chú rể và cô dâu trước mặt quý vị. Dạ, dạ đây là cái giờ phút dạ, rất là đặc biệt, nghĩa là trong điểm của ngày hôm nay là chúng tôi đang chờ. Con có thể đi với lại bà gia xuống dẫn vợ lên đi. Con lên đi, con dẫn đi. Con đi đi. Bà con ngồi ngồi hai bên. Đây là giờ phút rất là thiêng liêng mà vị đại diện họ nhận tay đã nói. Và thưa quý vị, đây là cháu Nguyễn Lam Phương, cô dâu trong cái vai trò trọng rất là quý báu trong ngày hôm nay. Ok, từ từ, không từ từ mới thấy được chứ. Take time, man. chưa thấy muốn hôn vậy? Từ từ chứ. Tự nhiên đến sáng hôn liền hay sao? Má ba chú hai tụi con. Dạ học nó coi bộ không sai. Có cái chất này nó đúng là thiệt không? Cô dâu cười tươi là chắc học bận rồi. Thôi gắn vô. Coi lại đi Phương coi đúng là thiệt không? Rồi, kể như là đời em xong. Rồi, bốc xa cả sẽ mở rồi. Cười đi cô dâu. Trời học bận gì mà còn cười tươi không tươi nữa hả? Kính thưa quý vị, từ giờ phút này 11:17, Nam Phương và Quý phải gọi cha mẹ hai bên là cha mẹ. Rất là vui qua cái lời phát biểu rất là sống động của vị đại diện họ nhà trai. Và thưa quý vị chúng ta cũng biết rồi là nó quen lề có thói cái tất cả những người Việt Nam chúng ta, như vị họ nhà trai đã nói, là giờ phút thiêng liêng này chúng ta tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ chúng ta đã cho chúng ta được sự vinh hạnh trong ngày hôm nay. Và sau đây là lễ gia tiên, xin phép họ nhà trai chúng tôi làm lễ gia tiên cho cô dâu chú rể bái hết cô dâu chú rể. Chúng thắp cái đèn chèn ba cái hương lên cho chúng bái vô cái đèn nó lại chú bái vô. Say Lam Phương. Khỏi say chứ sao. Cái gì?
Con quay lại đây để cho chụp hình. No, no, no. Quay lên đằng thờ. Cứ tự nhiên đi. Đi đằng thờ, cứ từ từ. Dạ, chút sau đi, chẳng chị. Hai đứa bay cười tươi dữ vậy. Bây giờ bắt đề nghị hai con làm cái cử chỉ đẹp nhất cho tất cả hai người. Cười tươi dữ. Không đồng cả ghé gì. Tada, tada, tada. All right. Dạ, và chắc xin được tiếp tục chương trình thì nhà họ nhà trai chúng tôi xin được giới thiệu những người lên họ nhà trai. Đại diện họ nhà trai đã nói là ăn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ là bề trên, rất là quý, rất là trọng đại. Và nhân cái ngày vui mừng hiếm có của hai cháu ngày hôm nay thì hai cháu sẽ có ly rượu để mời hai bên cha mẹ, bên này và bên tay. Tôi giao cho trẻ mời ly rượu cho hai bên cha mẹ. Mời bên kia, mời bà má, mời má chứ. Nhắm nhắm môi bác ơi, không xỉn à. Từ từ bác. Nhắm môi rồi. Không phải, Mỹ thì nó bảo là chưa. Thôi dám rượu lễ là xinh xương thôi. Bác tỉnh. Hai cháu trông nó đẹp đôi mà hai bên bố mẹ, hai bên lại càng đẹp nữa. Đẹp lại. Chụp nhật. Rồi. Dạ thưa vâng, xin phép họ nhà gái để chúng tôi được xin được giới thiệu ông cậu của chúng tôi. Dạ, là bà đây, bà mợ của chúng tôi là ông cậu, là em ruột của bà ngoại của ông quý. Dạ. Dạ. Kế tiếp nữa chúng tôi xin giới thiệu đây là hai bác của chú rể, hai bác Thành. Dạ. Sau đó xin được giới thiệu chú là và thím là cô chú từ Cali đến đây, cô chú là em ruột của ba của chú rể, nhưng mà nhìn thì giống như là không chú rể. Và chúng tôi xin được giới thiệu ở bên gia đình của chúng tôi thì chúng tôi là em kế của mẹ chú rể. Dạ, và đây là ông xã của chúng tôi. Vâng, và kế tiếp là đây là chú của chú rể, chú cậu của chú rể, cậu Nam là cô và đây là kế tiếp nữa là cậu của cô rồi cô châu và cô Lê nè anh nha. Có chúng tôi có còn thiếu ai không ạ? Chắc là đủ hết rồi, châu cô Lê rồi. Dạ 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 dạ. Đại diện cho họ nhà trai đã giới thiệu thành phần tham dự của họ nhà trai có mặt hôm nay. Và xin một lần nữa xin mời quý vị bà con họ nhà gái một tràng pháo tay để chúc mừng cho họ nhà trai. Và thưa quý vị, sau đây là thành phần tham dự của họ nhà trai đã có mặt trong ngày hôm nay. Họ nhà gái đã có mặt trong ngày hôm nay. Và trước hết tức là anh Treo và chị Treo, tức là thân phụ và thân mẫu của cô dâu đẹp gái trong ngày hôm nay. Anh chị tiếp theo là anh chị
tham gia là anh Cáp và chị Cáp ngoài kia, đạp chị Cáp này. Tham gia của gia đình của chị Treo. Dạ. Để tiếp đến là chị họ của anh Treo là và anh rể là hai vị đây. Dạ. Và tiếp đến là ông cô và một người có còn đẹp không? Là cô Hoa là người bà con ở cùng quê với lại anh chị Treo và cô Hoa. Cô Hoa là cháu gì? À, cô cháu cây bằng gì? Là cháu cháu bà và chị ruột của cô dâu. Chị ruột cô dâu. Tiếp theo là anh Trí. Anh Trí là em ruột của cô dâu. Đây được gọi là út Trí. Và tiếp đến tức là anh Lam, chị Lam, tức là thân chủ của gia đình anh chị Treo. Tiếp theo là anh Hồng. Anh Hồng bên anh Cáp, anh Hồng và chị Hồng. Và cuối cùng con cao cầu tức là tôi. Là tôi là Kim Con Phiên là cũng là người thân của anh chị Treo đây và bà xã tôi ở mô sắm đó. Có một người bạn tên Hương ở đâu rồi? Đó là còn ai nữa không? Nếu vậy thì bây giờ xin hỏi nhà trai một tràng pháo tay thật to để mà chào mừng tất cả được gặp gỡ tất cả nhà gái ngày hôm nay. Vui mừng nhất tại vì vừa được vui vừa được ăn mà không phải mừng. Xin nhà cha anh nếu nhà gái còn điều gì nữa thì xin cho chúng tôi biết, còn nếu không thì chắc chúng ta có thể bắt đầu cái phần cuối cùng, đó là tiệc mừng. I'm waiting for long. Thưa quý vị, nói gần nói xa chẳng qua là nó thật, là vì sáng nay tôi gặp đối thủ vị MC của họ nhà ta giờ giờ mạnh quá cho nên tôi cũng tay khớp. cho nên bởi vì chị bốc quá cho nên tôi cũng có hơi khớp. có gì sơ suất cái xin quý vị niệm tình và thưa quý vị một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn sự rất là cảm ơn quý vị họ nhà trai và quý vị họ nhà gái đã bỏ rất là nhiều thời giờ đến đây để tham dự nghi lễ đính hôn của hai cháu ngày hôm nay. Chị xin cảm ơn quý vị. Rồi từng chiều lên mai.
Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si, nghe trong ta quên đi lòng sầu hận. Ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em. Okay. Come on. 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 Come